Quan đến câu những cái vấn đề này á, thì trên trang fanpage của Bình Điền á, như là anh Vương Ngọc mới nhắn tin qua cái chương trình là: thưa quý khán giả, giá phân bón và thuốc trừ sâu đều tăng cao, nếu giảm phân bón thì sợ ảnh hưởng đến năng suất. Như vậy thì xin diễn giả chỉ cho chúng tôi cách giảm phân bón và bón như thế nào để năng suất không giảm. Thì đấy, tức là liên quan vấn đề này thì chúng ta xin thưa ông Lê Thanh Tùng, liên quan đến vấn đề này cũng như về việc mà giáo sư Nguyễn Bảo Vệ vừa trao đổi, thì chúng ta nếu khai thác tốt các điều kiện hiện có, tích cực áp dụng các kỹ thuật, thì những vấn đề mà chúng ta đang trao đổi có thể giảm được cái lượng phân bón như là ý ông đưa ra trước đây hay không. Đó là điều mà chúng tôi muốn hỏi ông, là nếu như những điều kiện khai thác điều kiện tốt như thầy nói thì mà chúng ta có thể giảm được 50% cái lượng phân bón như là ông đã từng nêu, như vậy thì ông có mong muốn và ông có chia sẻ thêm về vấn đề này thế nào không ạ? Xin mời thạc sĩ Lê Thanh Tùng ạ. Trước hết đó thì chỗ anh Vương Ngọc thì tôi cũng rất là chia sẻ cái câu hỏi của anh. Tuy nhiên là bây giờ thì như tôi nói ban đầu á, bây giờ mình làm lúa nó không còn cái kiểu giống như là mình cứ làm cho năng suất nó cao lên, năng suất nó cao lên hay sản lượng nhiều. Trong cái tình huống mà chúng ta phải đối phó là cái giá phân bón lên cao. Đây là một tình huống thôi, nhưng mà trong sản xuất lúa sắp tới đây tôi nghĩ nó sẽ có nhiều tình huống nữa. Bây giờ chúng ta đang gặp một cái tình huống là phân bón lên cao, mai mốt đây là giá thuốc bảo vệ thực vật lên cao, mai mốt đây nữa thì bây giờ là hạt giống cấp xác nhận là phải tăng lên rồi, chưa kể rằng là bây giờ là chúng ta phải làm lúa đầu tư nhiều, nhưng mà lúc chúng ta bán cái giá gạo thế giới nó giảm xuống, đó là nó có rất nhiều các cái áp lực. Bây giờ là chúng ta đang, tôi nói trong cái vụ đông xuân này không phải chỉ có giá phân bón lên cao đâu, mà chúng ta đang đối phó với bốn cái áp lực lớn. Để mà chúng ta thấy rằng là bây giờ thì với cái tư cách của một người chủ ruộng thì chúng ta phải làm gì. Rồi tôi sẽ trả lời cái câu của anh. Bây giờ tôi nói bây giờ nè, dịch Covid khi nào thì hết không ai biết hết. Nó giới hạn cái việc đi lại của những cái người trong tỉnh, trong huyện, nó giới hạn của cái việc giao thương, buôn bán vật liệu. Nó có thể nó sẽ xảy ra cục bộ, cái lúc bạn đang cần xịt cái bệnh đậu ôn thì lại không có thuốc đậu ôn. Không phải vì không có thuốc mà vì dịch Covid đại lý ta không đem về được thì mình phải làm sao. Là tất cả những tình huống này tôi đang muốn gửi là cho những người sản xuất lúa, chúng ta nên đặt ra những tình huống cho chính mình chứ không phải đặt ra tình huống cho người khác. Thì đó là dịch Covid nó là như vậy. Cái thứ hai nữa đó là phân bón nó đang lên cao, thì cái đó là ai cũng thấy rồi. Nhưng mà có một cái điều tiềm ẩn mà chúng ta chưa thấy, tức là năm nay nó sẽ xảy ra hạn mặn ở các tỉnh ven biển nữa kìa. Hiện nay cái nguồn nước mà chúng ta đang đi về đồng bằng sông Cửu Long là rất ít, và dự báo của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, của Tổng cục Thủy lợi cho thấy rằng là cái mùa khô năm nay nó cũng không thua gì với lại mùa khô năm 2015-2016. Có thể nó ít hơn của năm 19-20 một chút, nhưng nó vẫn là một mùa khô rất là nghiêm trọng. Và vấn đề thứ tư nữa đó là cho đến khi mà chúng ta thu hoạch cái lúa đông xuân á, vào tháng 3, tháng 4 của năm 2022 á, thì không biết giá gạo làm sao, không ai trả lời được. Giá gạo nó lên 1.000 đô một tấn không? Hay là nó giảm xuống còn 350 đô một tấn? Mà nếu nó giảm xuống vậy thì chúng ta cũng phải chịu rồi. Thế bây giờ làm sao vậy? Bây giờ mình sản xuất để mình bán, mà bây giờ là 350 đô vẫn có quốc gia bán được, thì tại sao mình không bán được? Thì vì sao? Vì mình làm giá thành của mình cao quá, mình bán không có lời, mình không chịu. Hay là vì vấn đề dịch bệnh xảy ra vân vân, thì cái đó cũng không ai biết được. Tôi nói là bốn cái thách thức trong cái vụ đông xuân này mà chúng ta phải tính tổng hợp, chứ không chỉ một cái giá phân bón đâu. Và cái đó cũng không chỉ trên một cái miếng ruộng nhỏ hay là một cái diện tích đất 5-10 hectare của một vài hộ, mà nó liên quan tới 1.600.000 hectare đất canh tác số vụ đông xuân ở đồng bằng sông Cửu Long này. Thì tôi nói cái điều đó để cho thấy rằng là để trước khi tôi có trình bày cái điều gì đó thì anh sẽ thông cảm. Bây giờ hỏi rằng là bón cách nào
để cho mình giảm phân bón mà năng suất vẫn được như vậy. Thì thầy bảo vệ mới vừa nói xong rồi, giảm thì tất nhiên là sản lượng mình nó phải giảm, cái đó mình phải chấp nhận thôi. Bây giờ mình giảm bao nhiêu phân để mình đạt được một cái năng suất như mình mong muốn, mà mình cũng không có quá lỗ. Tôi nói là không quá lỗ chứ tôi cũng chưa chắc là cái vụ đông xuân này sản xuất sẽ lời, bởi vì cái giá phân bón nó lên gấp 3 lần. Bây giờ từ 2 triệu mấy lên tới 7 triệu như tổ anh Tâm anh đã tính, mà cũng rất nhiều người nông dân tính. Bây giờ anh giảm bao nhiêu, anh giảm còn 3 triệu rưỡi thì nó vẫn cao hơn cái mức độ bình thường, mà anh giảm 50% tức là giảm còn 3 triệu rưỡi thì năng suất anh nó phải giảm. Thì bây giờ anh cứ cân nhắc lại, còn cái cách bón phân thì cái này nếu như mà đã sản xuất lúa rồi thì thứ nhất là anh phải bón phân thì nó đúng các cái thời điểm của cây lúa, giai đoạn mạ như thế nào, 7-10 ngày sau khi xạ, 18-22 ngày sau khi xạ, 38-42 ngày sau khi xạ. Và cái quan trọng là nếu như mà giảm phân bón thì cái cách mà các nhà khoa học cũng như là các cái kỹ sư của các cái công ty phân cũng khuyến cáo là anh có bón lót chưa, bón lót theo cái tỷ lệ là đạm lên kali thế nào vân vân, thì cái đó là cái cách mà chúng ta bón là đúng. Rồi bón vùi vào trong đất, tức là tôi đang nói là những cái tránh những cái thất thoát cơ học như là thầy vệ đã trình bày, tức là làm sao nó đừng có bị bốc hơi, đừng có bị kêu, và nó đúng cho cái chỗ cây lúa. Và cái nữa là anh bón cho cái thời gian mạ thì cái cây lúa nó cần cái gì, thời gian làm đồng thì nó cần cái gì, thời gian nó để nhánh tối đa thì nó cần rất là những cái này. Về phía chuyên môn, về phía các lớp tập huấn, về phía kỹ thuật, trong 20 năm nay tôi nói là một anh nông dân ít nhất phải học được 5 lần, còn nếu mà thường phải học 10 lần những kỹ thuật bón cái này, đó là cái cách bón này, cái liều lượng bón này, cái loại phân bón hay thế nào vân vân. Thì cái kiểu đó là để mình tận dụng tối đa cái việc mà chúng ta giảm cái lượng phân bón xuống và năng suất chúng ta không có giảm tương ứng theo, chứ không phải là bây giờ mình giảm xuống 50. Những cái thí nghiệm của viện tôi nói là giảm 14-40% năng suất không giảm, tức là trong một cái điều kiện canh tác thí nghiệm người ta nghiên cứu như thế. Thì nếu như cái đó mà mình áp dụng được ở trong cái sản xuất của mình á, thì có thể anh giảm 40% lượng phân bón nhưng mà năng suất của anh chỉ giảm có khoảng 5% thôi. Thì cái này là cái không phải là chi tiết, là chỉ ra là bây giờ úp bón bao nhiêu ure, bón bao nhiêu lân, bón bao nhiêu kali để mà chúng ta đạt được như là năng suất. Và khi giảm 50% hơn mà năng suất nó không giảm thì cái chuyện đó là một chuyện bất khả thi. Như tôi đang nói anh là anh nên tính toán lại để làm sao anh biết rằng là cái giá thành của vụ đông xuân năm ngoái, tôi không biết là anh ở cái tỉnh nào, thì ví dụ như là giá thành sản xuất lúa của anh là 3.800 một kg lúa, anh bán được lúa tươi là khoảng 4.500 hay là 4.800 hay là 5.000, thì năm nay giá thành sản xuất lúa của anh cũng có thể là 3.800 hoặc là 4.000, có thể nó tăng hơn chút xíu vì năng suất nó giảm xuống, mà phân anh giảm 50% vẫn chưa phải là giảm hết. Thì vậy rằng là anh sẽ lời ít đi một chút, anh sẽ ít tốn kém cái tiền đầu tư đi một chút, anh cũng chia sẻ cái chuyện đó cho toàn cái xã hội. Để vậy ai cũng đòi hết thì cũng không có phân bón đâu mà bón hết rồi nó giá thành sản xuất lên 6.000, chứ bán 4.000, 4.500 không bán thì ôm nó, mà bán thì lỗ thêm, lỗ 2-3 đầu, vừa đầu vào vừa tới đầu ra. Thì đây là một cái lời khuyên chung, một cái khung chung để chúng ta nhìn nhận cái việc này mà chúng ta sản xuất cho nó được tốt hơn cho từng hộ gia đình. Bây giờ có những cái người làm ở công nghiệp á, người ta sản xuất ra một cái thao hay là sản xuất ra một cái ly, nó cuối cùng đem bán lỗ, phá sản, bán nhà đi trả nợ vân vân, cái đó nó diễn ra hà rồi. Thì bây giờ trong cái ngành nông nghiệp của mình, tại sao chính phủ đang nói rằng là chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, là để chi? Để bà con phải ngồi lại tính xem coi là làm cái này có lời hay không. Chứ còn nếu mà mình tính mình làm không có lời, tới cái lúc mình lỗ mình kêu không biết kêu ai, kêu thì dĩ nhiên kêu nhà nước, nhưng mà nhà nước thì cũng không thể nào can thiệp vào trong tất cả những yếu tố này được. Cho đó là tôi cũng muốn chia sẻ rằng là bây giờ nếu mà thiếu những yếu tố đó thì tôi cũng đề nghị anh ở tỉnh nào thì cho tôi biết, tôi nói đề nghị các cái chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật, các cái trung tâm dịch vụ ở đó, rồi các doanh nghiệp như chỗ anh Tâm đây đến cùng nhau chia sẻ hướng dẫn, không phải một mình anh đâu, mà nếu như nhiều bà con chưa biết được vậy thì chúng ta tìm cách chúng ta chia sẻ để mà chúng ta giảm được cái lượng phân, giảm cái áp lực đầu tư của gia đình mình, dành cái số tiền đó lại. Rồi nếu mà có thất thoát cái gì nữa mình ta chỉ mất cái lượng giá cuối cùng thôi, nhưng mà tiền chúng ta vẫn còn giữ trong đây để cho con cái tất nhất rồi nó còn mua áo mua quần rồi đi chơi, chứ không là đầu tư là cuối cùng xong.
chia sẻ tí thôi, tí xíu anh em mình sẽ thảo luận thêm.